Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời tiết du lịch ngày 9 tháng 8 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Do ảnh hưởng bởi rãnh thấp có trục ở vào khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc, kết hợp với vùng nhiễu động trên khu vực vùng núi phía Bắc, nên ở đây đã có mưa rông trên diện rộng. Vùng tâm mưa tập trung ở phía Tây Bắc với nhiều điểm có mưa vừa mưa to. Trong khi đó, thì khu vực phía Đông và vùng đồng bằng Bắc Bộ chỉ duy trì những cơn mưa rào nhẹ vào chiều tối. Ban ngày thì ít mây và nắng nóng lan rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ. Dọc theo khu vực miền Trung thì 24 giờ qua nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên với nhiệt độ phổ biến là 35-38 độ. Có nơi trên 38 độ như là Con Cuông, Nghệ An là 39,4 độ, Hương Khê, Hà Tĩnh là 39 độ, Ba Đồ, Quảng Bình là 38,3 độ và Tam Kỳ, Quảng Nam là 38,5 độ. Trên khu vực vùng cao Tây Nguyên thì gió mùa Tây Nam có cường độ ổn định nên những cơn mưa rào vẫn còn xuất hiện về chiều tối, tuy nhiên chủ yếu là mưa với lượng không vượt quá 8mm, ngoại trừ Pleiku, Gia Lai là 12,3mm. Ban ngày giảm mây và nắng vừa phải nên là nhiệt độ không quá cao, không vượt quá 32 độ. Trong 24 giờ qua thì ở khu vực Nam Bộ có mưa rào rải rác vào ban ngày, ban đêm thì mưa giảm chỉ còn ở một vài nơi, phổ biến là mưa nhỏ. Riêng khu vực miền Tây thì có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ cao nhất phổ biến là 30-33 độ và thấp nhất là khoảng 24-27 độ. Vừa rồi là những tổng hợp về tình hình thời tiết cả nước 24 giờ qua. Sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết cụ thể cho từng vùng du lịch trong đêm nay và ngày mai. Điểm đến đầu tiên là khu vực phía Tây Bắc Bộ. Vùng hội tụ gió trên mực 1.500m còn duy trì nên khu vực chuyển nhiều mây, mưa dông sẽ tăng dần trong 1-2 ngày tới. Đề phòng trong cơn dông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Và nằm trong xu thế chung của khu vực nên tại Điện Biên, Lào Cai và Hòa Bình, trời sẽ nhiều mây và có mưa rào và dông. Ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn, nhiệt độ thấp nhất đêm nay là khoảng 23-25 độ và cao nhất trưa mai thì không quá 33 độ. Chuyển sang khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ, tại các địa điểm du lịch như là Cao Bằng, Tuyên Quang, Việt Trì hay là Quảng Ninh thì trời sẽ có nhiều mây, có mưa rào và dông, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn. Nhiệt độ trong ngày duy trì ở mức là 24-34 độ. Thời tiết sẽ dễ chịu dần do mưa có khuynh hướng tăng hơn trong những ngày tới. Tuy nhiên thì cần đề phòng khả năng mưa to gây sạt lở đất ở vùng núi cũng như là ngập úng ở khu vực trũng thấp. Xuôi xuống khu vực Trung Bộ phía Bắc đèo Hải Vân thì do nằm ở phía Nam giải hội tụ nhiệt đới cùng với sự suy yếu của khối không khí nóng phía Tây nên thời tiết khu vực sẽ chuyển nhiều mây, mưa rào và dông sẽ xuất hiện nhiều hơn trong những ngày tới. Cùng với đó thì nắng nóng suy yếu và chấm dứt hẳn. Tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Đông Hà, Quảng Trị thì trời nhiều mây, có mưa rào và dông, ngày có lúc giảm mây, nắng gián đoạn, nhiệt độ trong ngày giảm, cao nhất không vượt quá ngưỡng 34 độ. Còn tại khu vực Trung Bộ phía Nam đèo Hải Vân, thì trong 24 giờ tới, thời tiết phổ biến là mây thay đổi, ngày nắng. Tam Kỳ, Quảng Nam và Quy Nhơn, Bình Định thì sẽ duy trì nắng nóng với mức nhiệt cao nhất là 35 độ. Còn tại Nha Trang, Khánh Hòa và Phan Thiết, Bình Thuận thì nhiệt độ cao nhất không quá 33 độ. Chiều tối và đêm chỉ có mưa rào và dông vài nơi nên vẫn thuận lợi cho du lịch. Thưa quý vị, nằm cách trung tâm thành phố Phan Giang, Tháp Chàm khoảng 30 km theo hướng Nam, thì Mũi Dinh là điểm đến của nhiều bạn trẻ. Không chỉ được tắm biển, leo ngọn hải đăng, vượt tiêu sa mạc cát, đến đây thì các bạn còn có cơ hội trải nghiệm đi xe địa hình trên cát và tham quan cánh đồng cừu thơ mộng. Và rời Mũi Dinh thì chúng ta sẽ cùng lên với các điểm du lịch ở vùng cao Tây Nguyên. Trong 24 giờ tới, gió mùa Tây Nam duy trì cường độ mạnh nên từ trưa chiều, trời sẽ chuyển mây và có mưa dông trên diện rộng, có nơi mưa khá to, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết trong mưa dông. Buổi sáng nắng gián đoạn, tại Kon Tum và Buôn Ma Thuột thì nhiệt độ trong ngày dao động từ 23-30 độ, riêng Đà Lạt thì nhiệt độ chỉ vào khoảng 16-25 độ. Tại khu vực Nam Bộ thì sự hoạt động mạnh của gió mùa Tây Nam cũng khiến thời tiết Nam Bộ chuyển xấu hơn. Trời nhiều mây, mưa tăng cả về diện và lượng, trong cơn dông thì cần đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cà Mau, Long Xuyên, An Giang thì trời nhiều mây, đêm nay và trưa chiều mai sẽ có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, sáng sẽ có lúc trời giảm mây, nắng gián đoạn. Nhiệt độ trong ngày dao động vào khoảng 25-32 độ. Cuối cùng như thường lệ là thông tin về các điểm du lịch biển đảo. Hiện nay thời tiết tại các vùng biển trên cả nước đang khá xấu, đặc biệt là vùng biển từ miền Trung trở vào Nam, trời nhiều mây và có mưa dông, tàu thuyền cần chú ý đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy trong cơn dông. Nhiệt độ trong ngày sẽ duy trì ở mức là 27-34 độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch ngày 9 tháng 8 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC.
Chúc quý vị sẽ có những chuyến đi thật ý nghĩa và nhiều niềm vui. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.